Thông thường các bạn phát âm từ này như thế nào? Ồ, từ này là probably. Probably, đúng không? Ồ, cái từ này nghĩa của nó là có lẽ, có thể. Thông thường chúng ta sẽ đặt từ này trong ngữ ngữ cảnh câu, là mình đoán một cái điều gì đấy khá là chắc chắn có thể xảy ra theo quan điểm cá nhân của mình, đúng không? Từ này không đọc là probably đâu ạ. Nhìn thì như vậy thôi, nhưng mà âm của nó sẽ như thế này nha mọi người nhá. Hãy nhìn vào phần Việt Nam này. Probably. 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 Vậy có cái âm b nhẹ ở cuối từ đúng không? Nó sẽ là bly, bly, bly. Chứ mà là probably. 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 Các bạn cũng đừng có nhầm giữa cái âm b và âm p. Âm b là âm không bật hơi, còn âm p mình sẽ phải bật hơi nha mọi người nhé. Vì thế khi mà chúng ta nói từ này này, nó sẽ là probably. 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 Okay. Now listen. Can he hear us? Can he hear us? Anh Tàu có nghe thấy chúng ta không nhỉ? Probably not. Probably not. Ồ, có lẽ là không đâu. Can he hear us? Probably not. Can he hear us? Probably not. Anh ta chắc không nghe thấy chúng ta đâu. Đặt thêm một ví dụ nữa với cái từ này. Probably. Probably. He won't probably go. He won't probably go. Vậy ghi nhớ probably. Probably. He won't probably go. Anh ta có lẽ sẽ không đi đâu.